còn hỏi nữa, khói thuốc không kìa, bay đầy nhà hết trơn à, không ho sao được. Ôi bà dám, không tôi hút mà bà ho, sao tôi hút cái tôi không ho. Trời ơi, cái khói thuốc không bay vô mũi tôi. Thôi bà đừng có nói chuyện lạc quá, tôi đang buồn, tôi đang đi suy nghĩ nè. À, mà tự nhiên làm gì ngồi trầm tư dữ vậy? Đang nghĩ chuyện gì vậy? Tôi suy nghĩ ngày xưa cho tôi khờ, tôi dại, tôi ngu quá. Biết một mà không biết hai. Là sao? Mà nhớ cái đợt mà tôi mới quen bà tôi chở mình đi chơi không? Là cái ba mà bắt gặp đó. Cái ba mà nói với tôi đó. Nói gì? Ba của bà nói với tôi là cậu á, dụ dỗ con gái tôi, bây giờ tính đường cho kỹ đi. Một là nói ba má qua cưới con gái tôi. Còn thứ hai là ở tù 10 năm vì cái tội dụ dỗ con gái tôi. Thì tôi đâu có muốn gì đâu. Vậy sao lúc đó không từ chối đi, không thương tôi thì thôi, tôi đâu có ép đâu. Tự nhiên giờ ngồi nói vậy. Thì bây giờ về tôi mới nghĩ tôi thấy tôi ngu nè. Thôi về tôi ở tù giờ này tôi ra rồi. Thấy không? Ý ông nói là cưới tôi là ở tù suốt đời gì phải không? Nói biết. Thôi đi, bây giờ đưa đơn này tôi ký liền cho. Tôi cho ông Mai nhảy tự do luôn. Giỡn chơi thôi bữa nay dùng. Tự nhiên rồi cái nói chuyện với người ta giỡn vậy. Giỡn chơi một chút giận. Này 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 bà nghe nè. Nay chở bà đi chơi vòng vòng cái mua sắm cái dắt bà đi ăn được không? Phải phải phải. Sao tự nhiên bữa nay ngọt ngào đột xuất vậy? À, vậy ông ăn trúng gì rồi phải không? À, trúng gì làm chồng là phải thương vợ. Chở đi chơi cho vui thích về chơi chơi. Trời ơi. Ông thấy nãy giờ tôi ho sao? Ra đường rồi bụi bặm rồi ho nữa, làm sao mà sức khỏe tôi chịu nổi? Thôi ở nhà đi ông ơi. Trời. Tôi đang vui vẻ cứ bà nói bà rủ bà đi chơi lâu lâu chở vợ đi chơi lần bà làm tôi mất hứng cái trận rồi à. Trời ơi. Cái gì? Ủa? Anh Năm? Cái gì đây? Tự nhiên qua nhà cái nghe mất hứng, lớn tuổi hết trơn rồi nha. Ông này thấy chưa? Nói làm anh Năm hiểu lầm rồi. Dạ, ông muốn chở tôi đi chơi. Mà dạ. Thấy ngoài đường khói bụi tùm lum. Mà tôi nè, ông hút thuốc rồi tôi ho, nãy giờ tôi đâu dám đi đâu. Trời đất ơi. Đi chơi cho nó khoai khỏa. Đúng rồi. Mình chỉ cần mình đeo khẩu trang vô thôi, đâu sợ gì bụi, đúng không? Anh nghe người ta hát không? Sài Gòn bụi lắm, Sài Gòn ơi, bụi bụi. Trời đeo ơi. Khẩu trang là không còn sợ nữa. Năm nó lãng không yên, hai chồng đi chơi ban đêm đeo khẩu trang giống khùng không ơi. Trời à. Anh nói có sao đâu, thì ai ai cũng vậy. Bây giờ cái quan trọng là giữ được sức khỏe của mình, hiểu không? Thôi kỳ lắm anh Năm ơi. Kỳ cái gì? Đường. Bà nói thật, bà nói cái này là tôi giận, nãy giờ tôi đang tức với nè. Không cái tôi hút thuốc, mà bà ho là sao? Ủa gì khó hả? Quá trời Năm thấy không? Đó. Gì vậy? Trời ơi anh bỏ cái thuốc giùm tôi đi. Sao sao vũ cho nói cái lý do? Đi trời ơi ông không biết đâu, ông hút thuốc thì được, còn những người mà không hút thuốc họ nghe được cái mùi khói thuốc họ khó chịu lắm. Thấy không? Mà chị ho đó là do chị cũng hút thuốc luôn á. Vợ hút thuốc nào ông nội? Tôi đâu hút thuốc nào. Vợ thuốc nào? Trời ơi, nhà chỉ có ổng chứ còn ổng hút thuốc thôi. Nè, tôi cảnh báo cho hai người biết nha, hút thuốc có thể dẫn đến bệnh phổi nha. Anh á là hút thuốc trực tiếp, còn chị á là hút thuốc thụ động, hiểu không? Hút thuốc thụ động với hút thuốc trực tiếp là sao? Có nghĩa là anh là người hút thuốc, anh sẽ bị bệnh phổi. Đúng rồi, nhưng mà chị không hút thuốc, nhưng mà chị ngửi cái mùi khói thuốc của anh, chị cũng bệnh phổi luôn. Nên người ta gọi đó là hút thuốc thụ động, hiểu chưa? Thì chị hát Năm. Chứ sao? Bà đừng có tin ổng ơi. Tôi hút thuốc nè, tôi ơi ông vậy mới đi hút giùm tôi đi. Tôi hít vô gì là tôi mới bị bệnh. Còn bà ngồi không, bà có hút đâu mà bà bệnh. Nói mà anh không hiểu gì hết. Đâu rồi, điêu thuốc đâu rồi. Anh mồi lại đi hút khác cho tôi. Ngồi hút nữa. Mệt quá. Trời ơi, mồi lẹ lên. Không, tôi phải giải thích cho ông hiểu. Đơn giản vậy thôi mà không hiểu nữa. Nè đó, bây giờ anh mồi đi. Rồi, anh hút đi. Rồi, anh ném vô đi. Rồi, anh thả ra đi. Thả ngay mặt tôi nè. Đó, vẫn còn khói hết vô rồi. Nửa đi. Đó. Rồi. Đó, tôi hết vô hết. Trời. Gì vậy? Anh Năm, sao vậy anh Năm? Đó, nếu tôi hết nhiều tôi sẽ bị bệnh phổi. Hiểu chưa? Trời ơi, nè, nhà nước mình đang rất quan tâm đến vấn đề này, hiểu chưa? Hút thuốc thụ động á, là cái người bệnh nặng hơn là hút thuốc trực tiếp nữa. Ủa, đó. Em thấy anh Năm nói vậy là có lý đó. Ông dẹp giùm tôi thuốc đi, rồi ông kêu cái thằng con trai ông dẹp giùm tôi luôn đi. Tôi nó hút cũng ngày con gói như trời đất, một gói cái gì không biết nữa. Tôi thấy là hai người là có vấn đề đó nha. Anh hút thuốc nhiều quá là coi chừng cái phổi anh đó. Còn chị mà ho hoài chị cũng coi chừng cái phổi của chị. Trời ơi, ho mấy bữa nay rồi anh chịu không có nổi. Bây giờ này nghe lời tôi ha, không đi bác sĩ với tôi. Còn nếu không tin tôi á thì có ngày á mang bệnh mà biết rồi là chữa không kịp đó nha. Chưa, thôi tôi không có tin vô đó là vô lý. Tôi hút thì tôi mới bệnh, còn bà hút gì đâu mà bệnh. Trời ơi,
Bây giờ là ông đợi tôi kêu ba tôi nói ông mới nghe thấy không? Giờ làm sao? Sao? Tôi nói cho anh nghe nha, hiện giờ xã hội của mình đó nha, đang bị hai thứ nguy hiểm nhất, đó là ô nhiễm ở ngoài đường, bụi nè. Rồi cái nguy hiểm nhất hơn cái bụi nữa, đó là hút thuốc lá. Bởi vậy nên là nhà nước đều cấm, rồi tất cả các nước tiên tiến trên thế giới bây giờ đều cấm thuốc lá là vậy đó, hiểu chưa? Hút này là chỗ công cộng hút có bị gì không? Trời đất ơi, thì bị phạt chứ sao? Bây giờ là ông ảnh hưởng tới tôi rồi, ông ảnh hưởng tới tất cả những người xung quanh nữa. Nhưng mà bỏ từ từ cho bỏ liền sao bỏ được? Thôi, tốt hơn hết là nên giữ sức khỏe của mình và cho mọi người thân của mình. Và cái quan trọng nhất là mình giữ sức khỏe cho cả cộng đồng của mình nữa, hiểu chưa? Mày bây giờ anh Năm cho tôi hỏi lại câu cho nó chắc chắn đi rồi tôi tính. Sao? Là cái người hút thuốc tôi thì bệnh không có nặng. Mà cái người vợ tôi là kêu hút thuốc thụ động á, là hửi không mà nặng hơn phải không? Nặng gì? Anh nói không rõ ràng chứ. Anh là người hút thuốc trực tiếp, anh bị bệnh phổi, anh bị nặng chứ không phải là không nặng. Nhưng mà cái người mà hút thuốc thụ động á, á là sẽ bị nặng hơn anh nữa. Là anh hiểu cái tình trạng nguy hiểm của vợ anh không? Hả? Đó là chưa kể anh làm ảnh hưởng đến cộng đồng nữa, hiểu chưa? Rồi tôi hiểu rồi. Rồi bây giờ ý anh muốn làm sao? Có chịu đi bác sĩ không? Đi tôi dắt bà đi rồi tôi khám cho tôi rồi tôi khám sức khỏe cho bà luôn. Ừ. Rồi cái quan trọng nhất là bỏ thuốc lá, hiểu không? Rồi bỏ thuốc lá luôn. Ừ, vậy đi. Vậy định mồi nữa hả? Đâu có, dục luôn hai thứ để tao quên nó luôn đi. Được, giỏi. Thưa bác sĩ, trước tiên xin bác sĩ cho biết triệu chứng thường thấy ở bệnh viêm phổi là gì ạ? Chào Thanh, chào quý vị khán thính giả. Viêm phổi là một trong những bệnh thường gặp, nó chiếm khoảng 10-12% dân số bị bệnh viêm phổi. Và viêm phổi là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở bệnh nhân bị nhiễm trùng và đứng hàng thứ 6 trong các bệnh lý nói chung. Triệu chứng viêm phổi thì người bệnh có thể than phiền với mình là bệnh nhân bị sốt, bệnh nhân bị ho, bị khạc đàm mũ, bệnh nhân đau ngực, khó thở. Ngoài ra thì còn các cái triệu chứng của hội chứng nhiễm trùng, ví dụ bệnh nhân sẽ mệt mỏi, uể oải, bệnh nhân sẽ nhức đầu, ăn uống kém. Ngoài ra thì bác sĩ sẽ khám phát hiện được các triệu chứng, ví dụ như là bệnh nhân nghe được cái rang nổ ở phổi, hội chứng đông đặc ở phổi, âm thổi ống, tiếng cọ màng phổi, hoặc là bệnh nhân sẽ có những dấu chứng của triệu chứng suy hô hấp, ví dụ bệnh nhân thở nhanh, co kéo cơ hấp phụ, môi đầu chi tím tái. Đó là những triệu chứng chính của bệnh viêm phổi. Dạ, thưa bác sĩ, vậy thì bệnh viêm phổi thường xảy ra ở lứa tuổi nào là nhiều nhất ạ? Bệnh viêm phổi thì có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng thường thì viêm phổi mình sẽ gặp ở bệnh nhân lớn tuổi. Vì ở bệnh nhân lớn tuổi thì thường bệnh nhân sẽ có những cái bệnh mãn tính, ví dụ như bệnh nhân bị suy tim, bệnh nhân bị tiểu đường, bệnh nhân bị xơ gan, hoặc là những cái di chứng của bệnh tai biến mạch máu não, hoặc lứa tuổi đó bệnh nhân có thể bị nghiện rượu. Ngoài ra thì những bệnh nhân mà dùng những cái thuốc mà ảnh hưởng đến cái sức đề kháng của cơ thể, ví dụ như bệnh nhân mà hay dùng những thuốc điều trị đau nhức khớp hoặc là hen suyễn. Dạ. Thưa bác sĩ, thì qua cái tiểu phẩm mà chúng ta vừa xem có nhắc đến là người hút thuốc chủ động bị bệnh phổi và người hút thuốc thụ động cũng bị viêm phổi. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết là lý do tại sao? Thì đầu tiên thì mình phải phân biệt là hút thuốc lá chủ động và hút thuốc lá thụ động. Hút thuốc lá chủ động tức là người đó trực tiếp hút thuốc lá rồi người đó hít cái khối thuốc lá vào trong phổi. Còn người hút thuốc lá thụ động tức là người đó không trực tiếp hút thuốc nhưng người đó hít cái khối thuốc lá vào trong phổi. Việc hút thuốc lá thì có hại cho sức khỏe, nhưng đặc biệt là trong bệnh lý hô hấp thì cái thuốc lá được xác định là cái thủ phạm chính gây nên ung thư phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hay còn hiểu là một tắc nghẽn đường thở, tắc nghẽn cái đường dẫn khí vào trong phổi. Và đương nhiên là khói thuốc lá nó cũng là yếu tố thuận lợi để gây nên cái viêm phổi. Dạ. Thưa bác sĩ, ngoài hai cái yếu tố thuận lợi mà gây đến bệnh viêm phổi đó là hút thuốc lá và ô nhiễm môi trường, vậy thì nguyên nhân gây đến bệnh viêm phổi là gì ạ? Viêm phổi thì mình sẽ có cái yếu tố thuận lợi dẫn đến viêm phổi và có nguyên nhân gây ra viêm phổi. Thì yếu tố thuận lợi gây ra viêm phổi thì thường có thể là bệnh nhân sau một đợt mà nhiễm lạnh đột ngột, bệnh nhân sau một đợt nhiễm siêu vi, tức là bệnh có thể là những siêu vi gây cúm, hoặc là bệnh sởi, hoặc là thủy đậu, hoặc là bệnh nhân những hít những cái khí mà nó làm tổn thương cái đường thở của bệnh nhân,
hoặc là những bệnh nhân mà lúc trước mình có nói, tức là bệnh mãn tính hoặc là bệnh nhân nghiện rượu hoặc là bệnh nhân dùng thuốc suy giảm miễn dịch, thì tất cả những yếu tố đó người ta gọi là yếu tố thuận lợi để gây viêm phổi. Còn nguyên nhân gây viêm phổi thì nguyên nhân viêm phổi thì mình chia làm bốn nguyên nhân chính, tức là viêm phổi do tác nhân vi trùng thường, viêm phổi do tác nhân là siêu vi trùng, và viêm phổi do nấm và viêm phổi do ký sinh trùng. Trong dân gian mình hay nói viêm phổi, tức là mình hiểu với nhau là viêm phổi đó là do viêm phổi do vi trùng. Dạ, thưa bác sĩ, nếu mà chúng ta đã bị mắc bệnh viêm phổi thì cách điều trị như thế nào? Điều trị viêm phổi thì mình có thể điều trị ngoại trú hoặc là điều trị nội trú, tức là nhập viện điều trị. Thì ngoài những cái điều trị chính là dùng thuốc kháng sinh khi cần thiết thì bệnh nhân được thở oxy hoặc là thở máy giúp thở, thì những cái điều trị còn lại thì cũng đóng một vai trò quan trọng. Đó là bệnh nhân cái cần phải được nghỉ ngơi, bệnh nhân phải uống nước đầy đủ, bệnh nhân phải đảm bảo cái dinh dưỡng, tức là thành phần dinh dưỡng vẫn đủ những cái chất, ví dụ như đạm, đường, những chất mỡ hoặc là muối khoáng. Thì đặc biệt là thức uống thì bệnh nhân có thể uống tất cả những loại thức uống, đặc biệt lưu ý là những cái nước ép trái cây thì nó tốt vì nó cung cấp những cái vitamin. Ngoài ra thì thức ăn thì mình chỉ lưu ý rằng cái thức ăn đó thì mình nên nấu chín, thức ăn mềm dễ tiêu để giúp bệnh ăn ăn dễ và ngon miệng. Xin cảm ơn bác sĩ. Nhân đây thì bác sĩ cho một vài lời khuyên đến quý khán giả về cách phòng ngừa bệnh viêm phổi như thế nào ạ? Thì để phòng ngừa bệnh viêm phổi thì sẽ có nhiều cách. Cách mà đơn giản nhất tức là mình giữ vệ sinh của cái đường thở. Bệnh nhân bà con mình có thể dùng những chai thuốc nước muối súc miệng hoặc là xịt mũi. Ngoài ra là khi mà mình tiếp xúc với môi trường bụi khói hoặc ô nhiễm thì mình nên đeo khẩu trang, và có thể là mình chích ngừa. Nhưng cái việc chích ngừa này thì mình chỉ áp dụng cho những bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân có cái bệnh phổi mãn tính. Thì ngày nay cái viện Pasteur thành phố mình có thể chích ngừa để phòng ngừa được hai cái tác nhân gây viêm phổi thường gặp, đó là phế cầu và Haemophilus influenza. Ngoài ra mình có thể chủng ngừa một vài cái loại virus cúm A và cúm B cũng có thể là tác nhân gây viêm phổi. Chuyện phòng ngừa thì mình cũng đặt ra cái chuyện là không chỉ phòng ngừa bệnh viêm phổi, nhưng khi bà con cô bác mình mà có những triệu chứng đầu tiên của bệnh lý hô hấp thì cũng nên đến trung tâm y tế, mình không tự mua thuốc uống. Vì đến trung tâm y tế thì ngoài cái việc mình được kê toa thuốc điều trị thì người nhân viên y tế sẽ đánh giá là trong trường hợp này điều trị ngoại trú là đủ, hay trong trường hợp cần thiết thì phải nhập viện để được điều trị chăm sóc một cách tốt hơn. Vì tỷ lệ tử vong mà do viêm phổi khi đến giai đoạn trễ hoặc nặng thì nó tương đối cao, nó có thể đến 30-50% khi viêm phổi có biến chứng suy hô hấp. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, với những thông tin mà thạc sĩ bác sĩ Âu Thanh Tùng, trưởng khoa khám bệnh, trưởng phân khoa hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa trao đổi, thì hy vọng quý vị và các bạn có những cái cách phòng ngừa và điều trị bệnh viêm phổi hiệu quả nhất. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.